Malachi đoạn 3 câu 2b, vì Ngài giống như lửa của thợ luyện kim, như tro thợ giặt. Cảm tạ ơn Chúa đã ban cho thiếu niên một kỳ trại vô cùng tuyệt vời. Cảm ơn hội thánh và toàn thể tín hữu xa gần đã dốc lòng cầu thay và dâng hiến cho kỳ trại vừa rồi. Kỳ trại mang tên Lửa được tổ chức ở Maryland Garden, thôn Muỗi, Yên Bài, Ba Vì. Đây là một chuyến đi nhằm giúp các bạn thiếu niên dù mới hay đã biết Chúa lâu xác định xem mối quan hệ với Chúa có đáng để bản thân đeo đuổi suốt đời không, và cũng để thắp lên ngọn lửa đam mê cho Chúa trong cuộc sống, để sự đam mê ấy thiêu đốt đi những điều không xứng đáng. Những bài học chia sẻ xoay quanh Malachi đoạn 3 được chia làm 5 phiên đã giúp các bạn thiếu niên ít nhiều hiểu được cặn kẽ hơn sự quan trọng của việc đam mê và đeo đuổi Chúa Giê-xu. Với sự dẫn dắt và góp ý của vợ chồng mục sư cùng với chấp sự Minh Đức, nhóm điều hành thiếu niên cùng với nhiều bạn thiếu niên nữa đã lên kế hoạch và chuẩn bị cho kỳ trại từ phần đăng ký, đi lại cho đến những thì giờ thờ phượng. Cảm tạ Chúa, phần công tác chuẩn bị được nhiều bạn tham gia đóng góp, từng bạn cũng được nhiều cơ hội phục vụ và được gây dựng hơn trong quá trình chuẩn bị. Đặc biệt trong kỳ trại lần này, các bạn thiếu niên đã có những buổi sáng mà biệt riêng ra chỉ để cầu nguyện, để Chúa bao phủ và tể trị trên từng đường đi nước bước của các bạn thiếu niên. Trại lửa lần này gồm 38 bạn thiếu niên được chia thành 4 nhóm: mê, đắm đuối, tranh leo và tranh dây. Các bạn sinh hoạt theo nhóm của mình xuyên suốt các hoạt động, trò chơi và các thì giờ học, chia sẻ cùng nhau. Khoảng thời gian trong nhóm đã giúp các bạn hiểu rõ nhau và thân thiết với nhau hơn, cũng như tạo ra một không gian thoải mái để chia sẻ những bài học mà Chúa đã chỉ dạy. Ngoài ra, Chúa cũng đã biến tất cả những khó khăn, vướng mắc trở nên êm xuôi và thành món quà cho thiếu niên. Có thể kể đến như vấn đề ăn ngủ sinh hoạt, từ 2 căn villa chứa được khoảng vừa đủ 40 người, được chuyển đến ở 7 căn villa có sức chứa đến 60-70 người mà giá thành không hề thay đổi. Thời tiết cũng rất đẹp cho 2 ngày đầu, chơi và bơi. Đến ngày thứ 3 của trại thì trời mát dịu đi nên cả nhóm có thể chụp ảnh và làm một số hoạt động nhẹ nhàng không ra mồ hôi. Chúa cũng đã bảo vệ và gìn giữ tất cả các thành viên được bình an trở về. Cảm tạ ơn Chúa một lần nữa vì đã tể trị và ban phước cho kỳ trại vừa rồi thật kết quả. Cũng không thể không kể đến những cô, chú, anh chị đã đồng hành xuyên suốt kỳ trại, từ những bài chia sẻ đến những bữa ăn ngon. Chân thành cảm ơn mục sư Tuấn Anh, mục sư Phong, chấp sự Minh Đức vì những bài chia sẻ. Chúng con cảm ơn bà Thanh, bác Hảo, cô Vân, cô Thành đã chuẩn bị những món ăn siêu ngon. Cuối kỳ trại, có một số bạn đã được tan vỡ và mở lòng thực sự muốn biết Chúa một cách chân thật và riêng tư hơn. Một số bạn cũng đã học được những bài học mới và được khai sáng khỏi những thông tin sai lệch đã nạp vào đầu từ thế gian này. Nhiều bạn cũng cam kết và mong muốn dành nhiều thời gian hơn cho Chúa và trưởng thành hơn nữa trong Ngài. Cầu xin Chúa tiếp tục thương xót và ở cùng trên từng bạn trong thiếu niên giao ước để không ai bị đánh mất dọc trên con đường đời này. Xin Chúa cũng dấy lên thêm những người chú, người cô, người anh, người chị, những người đã đi trước trong đức tin để đến tham gia và chăm sóc, hướng dẫn nhóm thế hệ kế cận này, để những bạn thiếu niên tại đây có những tấm gương để nhìn lên, để học hỏi và để được quan tâm dẫn dắt. Nguyện Ngài khiến những bạn thiếu niên này trở nên những tay đánh lưới người cho nhà của Ngài, và mỗi bạn thực sự đam mê, đeo đuổi Ngài suốt đời.